Gãy sếp ít tiền uống phê ăn sáng. Nghe em nó còn bỡ ngỡ, có gì anh dìu dìu. Trời ơi, có gì đâu. Chỗ anh em với nhau không à. Cậu khách sáo quá à. Nhưng mà cái tình anh em của mình nó cũng dày quá ha. Thôi mấy cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Tôi thấy cậu An này cũng đẹp trai, sáng sủa, cao ráo. Nhưng mà cậu có tài lẻ gì không? Ủa, đăng ký làm người mẫu mà cần gì tài lẻ anh? Vậy là cậu không biết rồi. Vô công ty của tôi á là không chỉ là làm người mẫu không, còn nhiều công việc khác để kiếm thêm tiền. Nhiều đó nha. Ví dụ là nghề gì? À, ví dụ như là sờ chim mơ. Sờ cái gì chim, cái gì sờ gì chim chóc vậy đây, dẫn đi công ty gì vậy, giao ra đau. Cái nghề của anh nói là bộ 4.0, người ta kêu là streamer, là lên livestream kiếm tiền. À, streamer. Xin lỗi anh, tại anh phát âm không rõ. Nếu như mà về tài lẻ hả? À, em biết chà đĩa được không? Chà đĩa? À, chà đĩa chỉ là rửa chén nội trợ thôi mà. Nào giờ có ai nói là đi rửa chén là tài lẻ chưa? Chà đĩa là DJ đó. DJ là cái gì? DJ là đánh nhạc đó, nào giờ chưa bao giờ đi club hả? Club. À, là vũ trường đúng không? Là vậy nè, đó, nó qua bài đồ. Hey, 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 qua bài. À, dặn đúng không? Đúng vậy. Không có cái để tưng thì sao mà hút khách được. Tôi tưng bằng nhạc. Nhưng mà tôi thích cậu rồi đó. Cậu vô công ty của tôi là đúng bài luôn rồi đó. Bởi em mới nói là bây giờ mọi chăm sự nhà sếp. À, hay là giờ vậy? Đây, đây là hợp đồng. Hai cậu coi kỹ rồi nha. Đọc kỹ đi. Đọc kỹ rồi ký. Sau khi ký xong thì chúng ta là anh em một nhà, có tiền cùng chia nhau. Anh ơi, không được đâu. Nhiều chữ quá, đọc đi. Không biết, không biến đọc quá. Thì cái hợp đồng đó cũng không có gì đâu. Những cái hợp đồng lao động rồi bảo hiểm cho cậu á, quyền lợi cho cái người vô công ty thôi. Ký không? Coi mà mày ký cái này, công việc mày vừa yêu thích mà mày có tiền nữa. Ký ký. Rồi, cảm ơn mọi người đã follow nha. Rồi, cảm ơn bạn. Hả? Cái gì? Hát tặng bài hả? Thôi, hát dở lắm. Cái gì? Không hát là không follow hả? Không hát là unfollow hả? Thôi được rồi, chiều ý mọi người luôn, hát tặng mọi người một bài nha. Nhưng mà hát dở đừng chửi nha. Em mặc áo mới, chắc giờ này rất vui. Mong người đừng quên chiếc áo ngày xưa đây. Dù rằng phải thay, nhưng người đừng bỏ đi. Để áo cô đơn hao mòn vì năm tháng. Nhưng với chiếc áo với 100% chất liệu cô tông này, siêu bền, siêu mát, sẽ không bao giờ hao mòn vì năm tháng. Và chiếc áo này đang có giá là 199.000 trong phiên livestream này. Nhưng mà đặc biệt trong phiên livestream này sẽ giảm giá chỉ còn bao nhiêu ạ? À? Ai trả lời đúng chiếc áo này cái giá là bao nhiêu, anh tặng luôn cái áo này, là anh tặng luôn cái áo này. Ai trả lời đúng chiếc áo này giá bao nhiêu, tặng luôn cái áo này. Bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu ạ? À? 9.000. 79.000. Quá rẻ. Quá rẻ các bạn ơi. Quá rẻ, quá xuất sắc cho một chiếc áo 100% chất liệu cô tông siêu bền, siêu mát này. Với chiếc áo này các bạn mặc sẽ không bao giờ hao mòn vì năm tháng. Comment ở ngay phía bên dưới mã số chiếc áo này. Mã số chiếc áo này ngay lập tức đi. Comment ở ngay phía bên dưới. Chỉ với 79.000 đồng chiếc áo sẽ không bao giờ hao mòn vì năm tháng. Trời đất ơi trời. Sao mà lấy chị mà mệt dữ vậy trời. Anh làm ơn cho em mướn tiền trước được không anh? Bây giờ mẹ em bệnh á, mẹ em cần nằm viện. Mà em kẹt quá, em không biết kiếm đâu ra á đâu nha. Nói chung là hoàn cảnh của em như vậy á, anh dạ. cũng muốn giúp dạ. Nhưng mà quy định của công ty là đâu có cho ứng tiền trước đâu em. Nếu mà lỡ ai biết á thì anh ăn nói sao với lại công ty. Nhưng mà mẹ em, bây giờ em biết phải làm sao đây anh. Anh giúp em đi mà anh. Anh giúp em đi. Thì giúp giúp thì cũng có cách. Nhìn em đẹp như vậy nè anh... Thiếu gì người muốn giúp em. Anh làm gì vậy? Anh sẽ chích tiền riêng ra. Anh giúp em chi tiền. Anh làm gì vậy?
áo đẹp quá. Áo đẹp kệ tôi. Thì đẹp khen thôi, thì cái đồ trẻ khen, nhân viên khen. Thì thôi cô nhờ nó giúp đi. Anh ơi, có cần giúp đỡ gì không? Hỗ trợ gì không? Dạ thôi, em không cần. Gì nhìn quẩy quẩy à? Bánh à? Làm thôi cũng u ngủ ngồi điều hòa sướng chích cha. Anh hay lắm. Ngồi điều hòa sướng á. Lúc đầu là ký hợp đồng tớ kêu lên live stream, kêu lên là đánh nhạc phục vụ khán giả. Đánh nhạc đã xong nó bắt em hát, hát tới nổi mà tắt tiếng luôn. Hát bao giờ nó giống nó vậy nè. Chưa hết, ví dụ như mà hát không có em không có nói, mà hát xong á nó bắt em live stream bán hàng. À, nó kêu em bán đồ, mà anh đối tượng này nó kêu em bán keo bừa ở ngoài chợ bán có 28 ngàn nè. Nó bắt em đem lên live stream bán 550 rồi cho nó mua. Rồi đặc biệt nha, có cái áo thun em nhớ rõ ràng cái mẫu đó ở ngoài chợ nó bán có 12 ngàn à. Nó lên live stream nó bắt em kê giá lên là 199 ngàn. Xong rồi trong phiên live stream của nó kêu em giảm xuống còn 79 ngàn. Mà cái áo như cái nụ vẽ đó là ai mua? Rồi không có người mua à, thì em không có doanh thu. Không có doanh thu là không có lương. Thì làm được thì nghỉ gì đâu. Nghỉ? Nghỉ. Được không? Thiệt, mà mực nghỉ. Nghỉ nha, nghỉ nha. Nghỉ nha. Để nói nghỉ nha. Trời ơi, tao nói mày nghe, bắt mày đi làm là để mày gia chạm với cái xã hội này, mày quý đồng tiền thôi, rồi mày tự lập rồi thôi. Trong trời mấy đồng tiền của mày bắt mày đi làm. Tôi không cần gia chạm. Thôi mệt rồi, mai mày nghỉ được chưa? Vậy nghỉ nha. Ừ. Đừng nút lưỡi cái. Ê! Cút! Cút! Nút lưỡi một cái. Cút! Nhưng mà lỡ mình hủy hợp đồng nha, nó bắt mình đền bù hợp đồng á. Nó bắt mình đền bù hợp đồng rồi sao? Tao bữa tao coi kỹ rồi, không có gì phải đền chứ. Không thích thì nghỉ. Vậy nghỉ luôn, mai lo dọn đồ nghỉ luôn. Đem cái bàn đi chay về. Đem cái bàn đi chay về cho mía đi. Ừ. Ê! Ê! Bây giờ anh nói em nghe, em á chỉ cần á đi với anh Hùng một ngày thôi, yeah, là em sẽ có tiền lo cho mẹ. Nhìn kìa. Anh Hùng là Việt kiều, bây giờ em có làm không? Trời, tôi không có đi. Gì mình có chuyện gì, mình có vụ gì không? Nè, bể đầu á. Qua đây đứng nè. Còn gần vậy nói chuyện. Lại là mày hả? Tao đuổi việc mày rồi mà, bây giờ mày còn nhiều chuyện, mày xí vô chuyện của tao là sao? Tao tính được không? Mày nói cái gì vậy? Tao... Thôi đi, mày đừng nói nữa. Mày, tao nhìn cái mặt mày lúc đầu thấy đàng hoàng, định đưa con người ta đi đâu? Dắt đi đâu là quyền của tao. Hả? Còn tụi bay, mày dám đánh người hả? Tao sẽ đi báo công an. Mày báo đi, mày báo công an xuống đây tao. Thôi, nói mày nói khó khăn quá, quýnh đi. Ê tụi bay coi chừng tao. Anh Mến. Trời ơi, còn kêu nữa. Trời đất ơi, nó làm cô đâu, như vậy rồi mà còn kêu nữa vậy. Đâu, nói chuyện với gái thanh thoát quá cha. Ủa sao tiền hết rồi không ta? Hết khang tiếng rồi. Chứ bây giờ tôi không làm vậy rồi tôi biết làm gì? Tôi không có tiền sao tôi trả viện phí cho mẹ tôi? Đừng lo, anh em tôi có cái quán cà phê ở đây nè, dưới này nè. Bốn thì cũng làm thu ngân. Khỏi lăn tăn cái chuyện tiền, không lương có thấp hơn đây đâu lo. Vậy là anh chịu giúp em hả? Đúng rồi. Rồi bị lại luôn rồi. Đi. Vô lấy đồ đi cha. Vậy cảm ơn hai anh nha. Tháo hồn vì năm tháng. Nhưng với chiếc áo 100% chất liệu cô tông này siêu bền,